Cho chúng sanh lễ bái Anuttarang Vunyakhetang Lokassa. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt. Natthi me saranang anyang sangho me saranang warang ete nasacchavacche naho tu me chayamang galang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có tăng là quý báo, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quỳnh đà mi chê tí văn sắp băng sắp bát thà nê su bát tích thi tăng xà ri ri ca thà tu ma bồ thình bút tha rô băng sắc ca lăng sa đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mồm hi cha rằng anati to pha già thi thầm mồm hi pha già thần anati to marana thầm mồm hi pha marana anati to sắp bề hi mề bi về hi mana bề na na pha wo vi na pha wo cầm mắt sa cầm hi cầm ma đa ya đô cầm ma yo ni cầm ma bành thô cầm ma ba ti sa ra nô dặn cầm mang ca re sa mi can ya năng qua ba ba can qua tát sa đa ya đô pha vi sa mi ê quang âm hê hi a phình hằng bắt cha quét khi tập bằng Thế Tôn lời giải tỏ từng năm điều quan tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào cảnh thoát lục qua cánh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào cảnh thoát thằng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào cảnh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến. Ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta giàu cho tốt xấu. Tạo ra tự mình theo ta như bận theo hình. Ta thọ quả bảo phấn minh kết thành. Sắp bê sát ta áo ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đốt kha hồn tu áp gia bát cha hồn tu a ni kha hồn tu di kha du kha hồn tu a ro ga hồn tu sam bát ti sam bát chan tu su khi át ta năng ba ri ha lan tu đúc khắp bát ta chan ít đúc kha phai bát ta chan ít pha ya so kha bát ta chan ít so kha hồn tu sắp về bi ma ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, kính chào toàn thể quý vị trong đạo tràng. Và bây giờ xin quý vị cùng với Meta đọc tắt bạch để xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Uka sa ma yang phan te vi sung vi sung rakkanatha yati sarane nasahaban sila liya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma yang phan te vi sung vi sung rakkhanatha yati sarane nasahaban chasila niya chama.
Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để bên giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhị. Ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng rạc ca na thà gia ti sa ra nề na sa ha bần cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con kính cung thỉnh ngài Trí Đức. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiên đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiên nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Lăng Gật Sa, con đem mà lòng thành kính quy Phật. Đầm Măng Sa Lăng Gật Sa Ha Mi, con đem mà lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căng sa năng gạt chi hàm mi thành kính xin quy tăng. Đô ti yam bi bút đá hằng sa năng gạt chi hàm mi con em em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti yam bi đám măng sa năng gạt chi hàm mi con em em lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Di Dâm Bi Sang Căng Sa Năng Gạch Chá Hà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta Di Dâm Bi Bụt Đăng Sa Năng Gạch Chá Hà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Di Dâm Bi Đấm Măng Sa Năng Gạch Chá Hà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Ti yam bi sang căng sa năng gạch chi hà mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt Thầy Sa Ra Năng Gạch Chi Hà Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thâm Măng Sa Ra Năng Gạch Chi Hà Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sang càng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu ti dầm bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bi thăm măng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đô ti dầm mi sang khăn xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm mi bút thăng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần ba. Ta ti dầm mi sắp thăm măng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khăn xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Ti sa ra na ca năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. À, ma phàn tê dạ xin vâng. Bà nai thi bà ta quê ra mạ ni sẽ khó bất thân sa ma đi dạ mi. Còn xin vâng giờ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. À, đinh nai đai nam quê ra mạ ni sẽ khó bất thân sa ma đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mi cha cha ra quê ra mạ ni sĩ kho bí năng sa ma di dạ mi.
Con xin mấy những điều học là quy chánh xa sĩ tà hạnh mụ sa hoa đa quê ra mặt đi sĩ khao bí răng sơ ma dạ mi. Con xin mấy những điều học là quy chánh xa sự nói dối Sura mê ra yam ma cha pa ma đa tha na quê ra mặt đi sĩ khao bí răng sơ ma dạ mi. Con xin mấy những điều học là quy chánh xa sự dạy uống rượu và các chất sai. Bà na ti bà ta quê ra ma ni sức khá bá đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni sức khá bá đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikha badangadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya mat chap ba ma dat tha na. Quê ra ma ni sức khá ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Mani ban cha sikha ba da ni sa thu kang ka toa ngap ba ma de na ni cha ka lang samarak khi tap bang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới để tam bảo rồi, phải ráng quan dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À, ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tích sì lê na phu ca sâm bác đàn sì lê na nê phu tinh doan tì tàn sâm an sì lạc quỷ sô thá dê. Các chúng sinh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chứ được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thu sa thu lành thai. Dạ, con xin đọc phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamang ghe na hoàn đề ngang ba đa bằng sùng qua Uttamang. Bụt thệ vô khá lý tô đô sô bút thô khá mát ưu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vi chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thăm mạnh cha đú quý thằng quá rằng. Thâm mê vô ca li tô đô sô thâm mô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sanh khanh cha đô quy thốt ta măng. Sang khệ vô khá lý tô đô sô sang khổ khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin dâng mít trở lại cho Ngài Đức Đức để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con.
Pavatu sapam hangalang rakhantu sapa devata sapa buddhai nupavena sadasothi pavantu te pavatu sapam hangalang rakhantu sapa devata sapa thamma nupavena sadasothi pavantu te pavatu sapam hangalang rakhantu sapa devata sapa sanghai nupavena sadasothi Phật huynh tu tên tất cả phước báo hằng có đến người cầu mong chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Tê a tha la tha su ki ta va ru na ha bu tha sa sa ne a ro ga su ki ta ho tha sa ha sa be thị nhà tị phiên cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thai. Akasata japamata dewa naga mutika Bunyang lo anumodantu jirang rakhantu sasanang Akasata japamata dewa naga mutika Bunyang lo anumodantu jirang rakhantu no galo Akasata japamata dewa naga mutika Bồn nhân nô anu bồ đàn tu chi rằng đặc cần tu nhà ta vô. A ca sát tha chất phùm mát tha đề hoa na ra mát thi ca. Bồn nhân nô anu bồ đàn tu chi rằng đặc cần tu bà ni nô. A ca sát tha chất phùm mát tha đề hoa na ra mát thi ca. Bồn nhân nô anu bồ đàn tu chi rằng đặc cần tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không đều cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lắm vương thần lực nhiều phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thủ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh Yang kinh chi cu sa la cam mang cát tắc bằng ki ri yang ma ma ca ye na wa cha pa na sa pi da se su ga tang ca tang ye sa ta san ni no a ti ye cha sa ta san ni no ca tang bun nha pa lang mai hang sa be pha vi pha wan tu te Về tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng buồn nhã ba lần ma già về cha ta ta na cha nan ti đề hoa gần tòa ni quê đã dùm sắp bề lô mi về sắp ta chi quan ta ra hề tu ca ma nôn nhăn phô cha năng sắp bề ta phàn tu ma ma thề ta sa tị phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hậu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay có người làm phước được rồi lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hệ lệnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các nàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng tường xin thâu phước báo cũng dường quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng Y đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vạn thường hưởng công đức này được thọ sanh nơi lạc cảnh. Y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quá ca dạ ba hồ tu
xin cho sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con đã xong phần lễ bái tam bảo tòa trì quy giới. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và tòa trì quy giới. Phước báo nào có được ngày hôm nay, con cũng kính dâng Ngài Trí Đức cùng chị Tông Đức quý bà quý cô tu nữ. Con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý ngài, tất cả quý vị trong đạo tràng chúng ta đều luôn luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Tự Phụ Bồ Tát Ma. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khả Gia. Dạ, phần lễ bái tam bảo và trì quy giới hôm nay đã xong, đã được hoàn mãn. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khả Gia. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý thiền nam tín nữ. Quý vị nghe âm thanh rõ, nhỏ hay là lớn? Alo, âm thanh quý vị nghe vừa phải hay là lớn? Rõ ha, rồi, sa tu sikh ha. Vừa ha, rồi, sa tu sikh mê ta. Vừa phải, rồi, như vậy là rất hoan hỷ ha. Chứ nhiều khi nói mà quý vị nghe không được. Nhưng mà hôm nay trời không mưa, không gió. Tương đối, đường truyền tốt. Sa tu, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 71. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sabbagaru Vichetako Lo Kassasatha Chanadam Mokko Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Cần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dược. Tham mô bát đi bồ tát sa sa thu nô lô ca nó mình tha sa vi na ca rô cô sập bần nhu bồ tháp phù tí sanh nhã tô quan đà ma hành tăng đã ra phù. Trên này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng, như lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khu quý số thù su ca ta sa sa quá cô sách ca su ca mô quá ra thầm bác sách ca cô ninh đà bác sẵn sa đi á nà đá rô quá rô quanh đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần bố thiên văn nhập Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm, nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dược. Rất tà nát tế giá tệ chê, nát sách khà mê ê, tú quá, thá năng tá xa bí a, nút hoa quê, nát xa hát xa dê. Nát sách chạch tú, cầu xin, tam bảo uy linh. Cho con tấn hóa, thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam Mô Bụt Tha Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 71. Quý vị thấy bài học rõ không ạ? Alo,
Bây giờ chúng tôi xin đọc trước ha. Nha, sa thú, sa thú. Chị Hà, sa thú, chị Tina, chị Nhung, chị Hồng Mai, Hùng Bước, Gia Lễ, Dân Y. À, quý vị năm nay không có báo cho chúng tôi gì hết. À, khi mà nhìn thấy cuộc lễ dân y, chúng tôi thấy, ồ, chết quốc rồi. Năm nay chẳng có phước gì hết. Mấy năm trước của Hùng Phước, Sĩ Nguyên Trang cũng báo, năm nay Sĩ Nguyên Trang bệnh hay là sao đó không thèm báo gì hết. Năm nay không có Hùng Phước được. Sĩ Hà, rồi Sĩ Châu, Sĩ Quân Phan, bị làm lơ chúng tôi. Các sư cô nhiều ý quá rồi hả? Rồi, thôi bây giờ học ha. Vâng, ở Kỳ Viên thấy cuộc lễ rất là hoành tráng. À, Ngài Kim Triệu. Và cũng có yếu ha. Nó tuổi cao sức yếu nhưng mà Ngài thấy rất là minh mẫn. Cái quan trọng của Ngài đó là sự minh mẫn. Chứ không phải là nói rằng lão lai tài tận rồi lũ lẫn thế này thế kia, quên trước quên sau. Nhưng mà Ngài tuyệt vời. Ngài rất là tuyệt vời. Rồi, sa thú Sĩ Hà. Chắc phải lấy cái bao đựng mới được ha. Chứ thấy cuộc lễ lớn quá mà hoành tráng, rất là hoan hỷ. Rồi, bây giờ chúng ta học ha. Để cái phần này qua sự thảo luận ha. Để qua phần thảo luận là chúng ta đi vào cái ý nghĩa đó ha. Rồi bây giờ học. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng. Câu số 2. Sát chú khi rằng qua mút cha ti. Sát chú khi rằng qua mút cha ti. Sát chú khi rằng qua mút cha ti. Bây giờ ôn lại hai câu này ha. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng. Sát chú khi rằng qua mút cha ti. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng. Sát chú khi rằng qua mút cha ti. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng. Sát chú khi rằng qua mút cha ti. Rồi bây giờ câu 3, câu 4. Đa hành tăng bà la mạnh quê ti. Đa hành tăng bà la mạnh quê ti. Đa hành tăng bà la mạnh quê ti. Và câu cuối cùng. Phát mắt chân nô quá bà ba cô. Phát mắt chân nô quá bà ba cô. Phát mắt chân nô quá bà quá cô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Đa hành tăng bà la mạnh quê ti phát mát chân nô quá bà quá cô. Đa hành tăng bà la mạnh quê ti phát mát chân nô quá bà cô. Đa hành tăng bà la mạnh quê ti phát mát chân nô quá bà bà cô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng sát chú khi rằng quá mút cha ti. Đa hành tăng ba la mạnh quê ti phát mát chân nô quá ba ba cô. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng sát chú khi rằng quá mút cha ti. Đa hành tăng ba la mạnh quê ti phát mát chánh nô quá bà quá cô. Lần nữa. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng sát
chú khi rằng quá mua chất tí đá hành tăng bà la mạnh quê tí phát mát chẳng nô quá bà quá cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Câu Phật ngôn 71 chỉ có một cách đọc, trường âm và đoạn âm. Tức là chúng ta đọc một hơi không được thì đọc hai hơi. Nhưng mà đọc hai hơi thì không được dừng lại cuối câu số 2. Quý vị dừng tự do, nhưng mà dừng ở chỗ nào đó là trường âm ha. À, dừng trường âm nhưng mà quý vị phải kéo dài ra, chứ không phải dừng là tới trường âm đó giống như bị đứt hơi, không được. À, tới cái chỗ nào mà quý vị cảm thấy là muốn dừng lại thì dừng lại, phải kéo dài trường âm là phải kéo dài, chứ không phải tới trường âm rồi kiểu quý vị đọc kiểu như đứt hơi dừng lại là không được. Này, muốn dừng lại phải kéo dài ra ha. Rồi cách đọc của câu Phật ngôn 71: một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi. À, quyền của quý vị, nhưng mà phải dừng nơi trường âm. Nhưng mà khổ cái là cuối câu số 2 nó không phải là trường âm, cho nên chúng ta dừng tự do. Mucchati, với cái động từ này thì không dừng lại chữ chati, mà dừng lại có thể là đá hành tăng. Đá hành tăng, dừng lại chữ tăng. À, hoặc là quý vị hơi ngắn thì sách chú khi răng, sách chú khi răng. Hoặc là sách chú khi răng qua mút, qua mút. À, dừng lại chữ mút cũng được ha. Rồi, đó là giọng đọc khi chúng ta biết nó là trường âm, đoạn âm. Rồi, bây giờ bài này thì tương đối giọng kệ dễ hơn. Một câu 8 từ, chúng ta chia làm 2. À, lần 2 câu. À, như vậy thì giọng kệ ở đây tương đối nó dễ hơn là giọng kinh. À, bây giờ đọc giọng kệ ha, qua giọng kệ. Na hi ba băng ca tăng cầm măng sanh chú khi răng hòa môn cha tìm đã hành tăng ba là mạnh quê tì phạt ma chăn nô hòa ba hòa cổ. Na hi ba băng ca tăng cầm măng sanh chú khi răng hòa môn cha tỷ đã hành tăng ba là mạnh quê tỷ phật ma chăn nô hòa ba hòa cổ. Lần nữa, na hi ba băng ca tăng cầm măng sanh chú khi răng hòa môn cha tỷ đã hành tăng ba là mạnh quê tỷ phật ma chăn nô hòa ba hòa cổ. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngày, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Rồi mời Siết Kim, Siết Mita, Siết Kim Nhung, Siết Hà. Con kính chào Thí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Từ từ vì bữa nay, hôm nay ở chỗ con ở đó mưa tầm đã luôn sư, mưa sáng tới giờ đó sư. Ờ, cách đây mấy bữa cũng có mưa một lần mà ít xịt rồi. Bữa nay mưa bự đó sư. Sư nghe mưa, nó có trời rầm nữa. Mà hồi cách đây một hai tuần nó có mưa đá một chút nữa sư. Rồi cục bự bự nhưng mà nó ngắn hơn, ngộ ghê đó sư. Mà trời không có lạnh chỉ bất gì hết. Nhưng nói to quá hả? Ừ, chưa nghe rõ không sư?
nói to quá làm sao ta? Tức là phải nói nhỏ nhỏ lại sư hả? Quý vị nghe có to quá không? Hăng nghe được ok, nghe liên tục không bị cắt quãng làm sao quý vị cho biết? Nghe rõ ạ. À. Biết tay, biết lỗ tay. Còn khoái nhất câu này đấy sư. Khi nào sư cũng gậy ông đập lưng ông con hết. Còn khoái nhất chỗ đó đó. Tức là con lọt vào cái chỗ của sư rồi đó. Sư để ý con từng chút. Hãy đợi đấy. Sẽ chờ đấy. Hãy đợi đấy. Có ngày ngươi sẽ biết với tay ta. Không sao. Chuyện nhỏ như con thỏ đấy sư ơi. Còn mai có nhiều chuyện làm lắm sư. Con phải trả bài trước mà con thấy... Sao bữa nay cô Mít Tà cổ bấm nút sâu lâu vậy? Rồi con bấm lỡ rồi, không có lấy ra nữa. Con làm được. À, con xin trả bài kinh Pháp Cú số 71 nha. Sư đừng có lo câu này khó, câu này dễ hết trơn. Học trò của sư toàn nè. Cao thủ võ lâm không à. Câu nào đọc cũng được hết trơn á. Nhưng mà hôm qua đó con không có trả bài kệ đâu sư. Con không thích kệ đâu. Để con kệ đâu có hay vậy đâu. Sư cho con đọc kinh thì con đọc. Sư bắt con kệ không, con không thích đâu sư ơi, con không thích kệ. Nên đọc kinh là ok, đọc kinh hết nguyên bài luôn thì ok, mà đọc kệ không, con không thích đâu, con thích đọc kinh thôi. Sư nhớ chỉ là con, sư nhớ thì con đâu thích đọc kinh đâu, con đâu thích đọc kệ đâu, đọc kệ con đọc dở lắm sư. Thôi giờ con trả bài đi, để sư nói, bà Tám nói nhiều quá, đọc mau mau đi. Không sao đâu, từ từ cũng xong rồi sư ơi, đừng có nóng. Sư biết cổ tay hả, sư giận nhỏ đi thôi, đâu sao đâu. Chẳng nhỏ đây thôi, không biết đâu. Tức là con nói nghe biết, nghe muốn biết vô tai luôn. Tức là cái âm thanh của sư rất là tốt đó sư. Vậy là biết vô tai luôn. Tức là âm thanh của máy con rất là tốt. Máy xịn đó sư, máy này mới xịn đó sư. Máy này bắt 5G được đó sư. Thôi con trả bài đi. Nói nhiều quá à. Nói nhiều mệt quá thì thở một chút mới trả bài được. Nahi bà bằng ca tăng khâm bằng sắc chú kỳ rằng quá múc cha ti đã hành tăng ba la măng quê ti bát mắt chành nồ quá phà quá khổ. Nahi bà bằng ca tăng khâm bằng sắc chú kỳ rằng quá múc cha đã hành tăng bà la măng mắt chành nồ quá phà quá khổ. Đọc lại lần chữ phát, chữ phát chứ không đọc đúng không? Đọc lại lần nữa cái chỗ câu số 4, không biết có phát âm đúng không nữa. Nahi bà bằng kha tằng khâm bằng sắc chú kỳ rằng quá múc cha tí đá hành tằng bà lá mạnh quề tí phát đá hành tằng thà lá mạnh quề tí phát mắt chành nồ quá phà quá khổ. Nahi bà bằng kha tằng khâm bằng sắc chú kỳ rằng quá múc cha tí đá hành tằng bà lá mạnh quề tí phát mắt chành nồ quá phà quá khổ. Phân tích câu 1 và câu 2. Ná hí hai đoạn âm, ba chữ âm thông thường, bằng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, cá đoạn âm, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, khâm chữ âm nhắn, măng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích câu số 2. Sắc chữ âm nhắn, chú đoạn âm, khi chữ âm thông thường, răng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, múc chữ âm nhắn, giá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ná hí bà bằng ca tăng khâm măng sắc chú kỳ rằng quá múc cha tí đá hành tăng bà lá mạnh quề tí phát mắt chành nồ quá phà quá khô. Phân tích câu số 3. Đá, đá. Đoạn âm hăng trường âm đọc hăng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, lá đoạn âm, măng trường âm nhắn, quê trường âm thông thường, tí đoạn âm. Phân tích câu cúng cùi hai câu cuối cùng, thát mắt chanh ba trường âm nhắn, nô trường âm thông thường, quá đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá đoạn âm, khô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kể. Hành tầng bà lá mạnh quề tí phát mắt chành nồ quá phà quá khô.
Nahi bà bằng kha tăng khăm măng sắc tu kỳ văn quá múc cha ti đá hành tăng bà lá mạnh quề ti phát mắt chanh nô quá phà quá khô. Nahi bà bằng kha tăng khăm măng sắc tu kỳ văn quá múc cha ti đá hành tăng bà lá mạnh quề ti phát mắt chanh nô quá phà quá khô. Nahi ba băng ca tăng khâm măng sắc chu khi răng qua mục cha tì đà hành tăng ba la măng quê tì phát mắt chăm nô qua pha qua khổ. Nahi ba băng ca tăng khâm măng sắc chu khi răng qua mục cha tì đà hành tăng ba la măng quê tì phạt mặt chăm nô qua pha qua khô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch kinh Pháp Cú số 71 từ tiếng Pali và tiếng Việt Nam. Rồi con xong rồi đấy sư. Chắc chết chắc với sư rồi, không thấy cho bông qua gì lao trời hơn. Alo, 123, 123, Siết Mita, Siết Chuyên Dung, Siết Hà, chờ chút. Siết Kim Dung cũng thấy rõ chứ đâu phải không đâu. Đâu phải là chúng tôi coi như là thấy Siết Kim là kiếm chuyện đâu. Vạn sự khởi đầu nàng, tức là cái người đầu tiên á, dễ vấp phải lỗi lầm. Thì ở đây câu số 3, đúng rồi, đa hành tăng, đã đọc là đa hành tăng. Như vậy mà nói đây là hai trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, phải không? Quý vị có nghe rõ không? Chữ đa là đoạn âm, chữ hành là trường âm nhấn, và chữ tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Thì ba từ này, hai trường âm, một đoạn âm, vậy mà chữ hanh tăng cho đó là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý vị thấy cổ đấy không? Rồi, ai chú ý là chỗ này ha, Sĩ Kim. Không có đưa tay gì hết á, cả đầu tràng ai cũng nghe hết á. Thì ở chỗ nào sai thì chúng tôi chú trọng, nhất là vấn đề khi mà quý vị đọc và phân tích thì quý vị, giọng đọc của quý vị thì tuyệt vời rồi, nhưng mà khẳng định lại, khi chúng ta phân tích chúng ta có thêm niềm tin, bởi vì chúng ta đọc biết đó là trường âm gì ha. Viết rồi mà không viết liền, viết rồi ở đây thì quý vị nên nhìn trong bài học, có nhiều khi chúng tôi phải chỉnh sửa. Chứ không phải nói rằng coi như nhìn trong bài vở thì chỗ này chỗ kia nó không giống nhau. Ai biểu viết rồi làm chi? Trong khi đưa bài vở lên thì hãy nhìn trên bài vở này mà chỉnh sửa để có một cái dòng đọc thống nhất. Ai biểu viết liền. Chữ đa hằng, rồi chữ tăng, đó là cách viết rồi. Nhưng mà đây viết dính liền với nhau thì chúng ta đã phải đọc là đa hành tăng. Không có bào chữa, không có gì hết. Khi mà đã chỉnh sửa đưa lên thì quý vị cũng phải theo đó ha. Rồi bây giờ mời Siết Mita. Nam mô Bồ Tát giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ. Dạ, quý vị khác có nghe được rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc câu Pháp Cú 71. Nahi ba băng ca tăng cam măng sách chú khi răng qua mua
chati đa hành tàng bà la mạnh quê ti phát mát chanh nô quá ba quá cô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná hí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sách trường âm nhấn, chú đoạn âm khi trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Đá đoạn âm, hành trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, lá đoạn âm, manh trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, tí đoạn âm, phát mát chanh là ba trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường. Ta hành tăng ba la mạnh quê tí phát mát chanh nô quá ba quá cô. Con xin đọc lại hết bài. Na hi ba la mạnh quê tí phát mát chanh nô quá ba quá cô. Nay bà bằng ca tăng cầm mang sách chú khi răng quá mốt chất thi đa hành tăng. Bà la mạnh quê tí phát mát chanh nô quá ba quá cô. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nai ba băng cả tăng cầm măng tì phạt mát chân nó qua ba qua cô. Và con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý chị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con xin mời cô Kim Nhung ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Mai, Hồng Mai, và em cảm ơn chị Meta cho em biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, xin cảm ơn Hà. Cảm ơn chị Tâm Hạnh bốt bài. Con xin đọc câu kệ ngôn số 71 ạ. Nahi pa pang ka tang kam mang sách chu khi rang qua mô chati đa hành tăng bà la măng quê ti phát mạch chăn nô quá bà quá cô. Na hi pa bằng ca tăng cầm măng sách chú khi rằng qua mốc chati đa hành tăng bà la măng quê ti phát mạch chăn nô quá bà quá cô. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná hí là hai đoạn âm, pa là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng lấn, chú là đoạn âm, khi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, múc là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm.
Nahi pa bằng ca tăng cầm bằng sai chu khi rằng qua mục cha ti. Đá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, man là trường âm nhấn, quê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, fast là fast, mac, chan là ba trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Nahi pa bằng ca tăng cầm bằng sách chú khi rằng qua mục cha ti đa hành tăng bà la măng quê ti phát mạch chân nô a ô. Nahi pa bằng ca tăng cầm bằng sách chú khi rằng qua mục cha ti đa hành tăng bà la măng quê ti phát ma chân nô qua pa qua cô. Nahi pa bằng ca tăng cầm bằng sát chu khi răng qua mục cha ti đà hành tăng ba là man quê ti phát ma chân nô qua pa qua cô. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc dịch. À, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư, cảm ơn chị Tâm Hạnh bốt bài. Dạ, xin mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mày, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Tri Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính lại các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu kinh pháp cú 71. Nahi pa bằng cách tăng cầm bằng sách chú kỳ rằng qua mút cha ti đa hằng tăng bà la màn về ti phát mắt cha nô qua bà qua cô. Nahi pa bằng cách tăng cầm bằng sách chú kỳ rằng qua mút cha ti hằng tăng bà la ma ma hằng tăng bà la màn về ti phát mắt cha nô qua bà qua cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu như lửa tro tre đậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Ná hí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm trường đập theo giọng nguyên âm, cầm trường âm nhấn, măng trường âm đập theo giọng nguyên âm, sách trường âm nhấn, chú đoạn âm khi trường âm thông thường, răng trường âm đập theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm mút trường âm nhấn, trá tí hai đoạn âm. Nahi bà bằng cách tăng cầm bằng sách chú kỳ gần quá mút trá tí. Đá đoạn âm, hằng trường âm nhấn, tăng trường âm đập theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, lá đoạn âm, mên trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, tí đoạn âm, phát trường âm nhấn, mắt trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông từ. Đa hành tăng bà la mòn về tư phát mắt cha nô và bà qua cô. Na hi bà bằng cách tăng cầm bằng sách chú kỳ rằng qua mút cha ti đa hành tăng bà la mòn về tư phát mắt cha nô và bà qua cô. Nahi bà càng ba tầng cầm bằng sách chư kỳ rằng qua mút cha ti đa hằng tầng bà la màn quê tư phát mắt tròn nô qua bà qua cô. Dạ, con xin kể.
Na hi ba kang ka tang kam mong sa chu ki rang wa mu cha ti. Da hang tang ba la man gue ti pas mak cha no wa ba wa ko. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro tre đồng. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai, xin ngài và đại tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin trao một bài cho vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính lễ Quý Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 71. Na hi pa ca tăng cam năng sắc chu khi rằng wa mu cha ti đa hàm tăng bà la màn quê ti phát mắt chan no wa pa wa cô. Na hi pa tăng cam năng sắc chú khi rằng qua mút cha ti đa hàm tăng bà la màn quê ti phát mắt chan no qua bà qua cô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná hí hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cam trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sách trường âm nhấn, chú đoạn âm, khi trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, mút trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Na hi pa tăng ca tăng cam năng sắc chú khi rằng quá mút chá tí đa hàm tăng bà la màn quê tí phát mắt chà nô quá pa quá cô. Con phân tích câu 3 và câu 4. Đá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, lá đoạn âm, man trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, tí đoạn âm, phát, mắt, chan ba trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, quá đoạn âm, ta trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường, đa hàm tăng bà la màn quê tí phát mắt chan no wa pa wa ko. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 71. Na hi pa pang ka tang kam mang sat chu khi rang wa mut cha ti da han tang ba la man we ti pas mat chan no wa pa wa ko. Na hi pa pang ka tang kam mang sat chu khi rang wa mut cha ti đa hàm tăng bà la màn quê ti phát mắt chàm nô quá bà quá cô. Dạ, con xin kệ. Na hi ta tăng ca măng sạch chu khi răng quá mùn cha ti đa hàm tăng bà la màn quê ti phát mắt chàm nô quá bà quá cô. Na hi pa tăng ca tăng ca măng sát chu khi răng và mun cha ti đa han tăng ba la man quê ti phát mắt cha no wa pa wa cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin Sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Con xin được đọc tiếp theo ạ. Na hi pa pang ca tăng cam măng sách
chư khi rằng qua mô cha ti đa hành tăng pa la man về ti phát ma cha no qua pa qua cô nay pa bằng các tăng cầm măng sách chư khi rằng qua mô cha ti đa hành tăng pa la man về ti phát ma cha no qua pa qua cô. Dạ, con xin được phân tích. Ná hí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sách trường âm nhấn, chú đoạn âm, khi trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, mút trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, đá. Dạ, con phân tích tiếp câu 3, câu 4. Đá đoạn âm, han trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, lá đoạn âm, man trường âm nhấn, v trường âm thông thường, tí đoạn âm. Dạ, câu 4. Phát trường âm nhấn, mắt trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, no trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường. Dạ, con xin được đọc lại. Nay bà bằng ca tăng cầm măng say chú khi rằng qua mô cha ti đa hành tăng bà la mạnh về ti phát mắt cha no qua bà qua cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Dạ, con cũng xin tập để ta thấy câu này dễ dễ. Na hi pa pang ka tang kam mang san chu khi răng hòa muôn cha ti đà han tang pa la man ve ti bát mắt cha no và ba qua cô. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân chị Tâm Hạnh đã bót bài ký tri ân sư. Dạ, con xin xuống mít, xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính định lệ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin định lệ sư trí đức. Con kính định lệ và quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc và dạ, phân tích câu pháp cú số 71. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng sắc chú hi rằng qua mục cha ti đa hành tăng bà la mạn về ti phát mắt chăn nô qua bà qua cô. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng sắc chú hi rằng qua mục cha ti đa hành tăng bà la mạn về ti phát mắt chăn nô qua bà qua cô. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ná hí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, sắc là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, khi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, chá tiếng là hai đoạn âm. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng sắc chú khi rằng qua mút chá ti. Dạ, con phân tích câu số 3 và câu số 4. Đá là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, manh là trường âm đọc trường âm nhấn, quê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Và câu số 4, phát, mắt, chanh là ba trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, và cô là trường âm thông thường. Đa hành tăng bà la mạnh quê tí phát, mắt, chanh, nô, quá bà, quá cô. Na hi ba bằng ca tăng cầm măng sắc chú khi rằng qua mục cha ti đa hành tăng ba la mạnh quê ti pháp chất
mắt chanh nô quá bà quá cô. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 71 ạ. Nai ba băng ca tăng cầm măng sẵn chú khi răng qua một cha tì. Đã hăng tăng ba là mạnh gây tì phạt mắt chân nô qua ba qua cô. Dạ con đã phân tích và con đã đọc xong, con có sai hôm nay và đạo tràng sửa lên giùm con. Và con cũng xin lĩnh lễ sư Tuệ Đức mới vừa vào đạo tràng, và con lĩnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ con xin mời Thiên Vũ ạ. Nam mô Bích Thà giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 71. Nahi ba bang ca. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná, hí, hai đoạn âm. Ba, trường âm thông thường. Băng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Căm, trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát, trường âm nhấn. Chú, đoạn âm. Khi, trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá, đoạn âm. Mút, trường âm nhấn. Trá, tí, hai đoạn âm. Nahi pa phang ca tăng cam măng sát chúc hi răng quá mút cha ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Đá, đoạn âm. Hanh, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng. Mắt, chăn, ba trường âm nhấn. Nô, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Ba, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Cô, trường âm thông thường. Đá hành tăng ba lá manh quê tiết phát mắt chăn nô quá ta quá cô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 71. Nahi pa phang ca tăng cam măng sát chúc hi răng quá mút cha ti đắc hành tăng. Ba la man quê ti phát mắt chăn nô quá pa quá cô. Nahi pa phang ca tăng cam măng sát chúc hi răng quá mút cha ti. Đã hành tăng ba là mạnh quê tì phạt mạch chanh nô quạp tha hoa cô. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Thấy bàn tay của Sitina, nhưng mà sao không cầm mic? Alo, Sitina, đưa tay sao không cầm mic? Rồi, xin mời Sitina ha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh quý sư quý bà quý cô trưởng nữ, con kính chào đại tràng, con xin phép được đọc bài. Na hi pa pang ca tăng cam mang sát chu kỳ rằng quá bún cha ti đa hoàn tăng và la mạnh về thi phán phát mắt chăn nô quá bà quá cô nahi pa bằng ca tăng cam mang sát chu kỳ rằng qua muôn cha ti đa hoàn tăng pa la man về thế phát mas chan nu wa pa wa cô nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay trái ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Con xin phân tích câu 1 và 2. Nahi pa bằng ca tăng cam mang sát chu kỳ rằng quá mức cha tiết ná hí hai đoạn âm ba trường âm thông thường băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm cá đoạn âm trường âm đọc theo giọng nguyên âm cầm trường âm nhấn măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sát trường âm nhấn chú đoạn âm khi trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá đoạn âm mút trường âm nhấn cha tí hai đoạn âm na hi ba bằng các tăng cầm măng sách chú kỳ rằng quá mức chát tiết câu 3 và 4. Ta hành tăng và la mạnh quê tiết phát mắt chăn nô quá ba quá cô đá đoạn âm hành trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm và trường âm thông thường lá đoạn âm manh trường âm nhấn quê trường âm thông thường tí đoạn âm phát match chan ba trường âm nhấn nô trường âm thông thường quá đoạn âm ba trường âm thông thường quá đoạn âm cô trường âm thông thường đá hành tăng ba la mạnh quê tí phát match chan nô quá ba quá cô na hi ba bằng ca tăng cầm măng sát chu kỳ rằng quá mút cha ti đa hành tăng pa la man về ti phát mat chan nu wa pa wa ko na hi ba pang ka tăng kham mang san chu khi răng wa mun cha ti đa hành tăng pa la man về ti phát mat chan nu wa pa wa ko na hi ba pang ka tăng kham mang san chu khi răng wa mun cha ti đa hành tăng pa la man về ti phát man chan nu wa pa wa ko. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa dùm cho con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng ạ. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 71. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ ạ. Nahi ba bằng ca tăng cầm măng sát yếu khi rằng vá mút chát tí đá hành tăng bà lá màn về tí không thấy được con cho con đọc lại. Nahi ba bằng ca tăng cầm măng sát yếu khi rằng vá mút chát tí đá hành tăng bà lá màn về tí bát Machano wa ba wa ko. Nahi ba
bà bằng ca tăng cầm măng chay chú khi rằng quá mút cha tí ná hí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câm là trường âm nhắn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2 ạ. Sách chú khi răng quá mút chá tí, sách là trường âm nhắn, chú là đoạn âm, khi là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá là đoạn âm, mút là trường âm nhắn, chá tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Đá hành tầng bà lá mành về tí, bát mát chá nồ quá bà quá cô. Đá là đoạn âm, han là trường âm nhắn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá là đoạn âm, man là trường âm nhắn, v là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, bát là trường âm nhắn, bát mát là hai trường âm nhắn, chan là trường âm nhắn, nô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Ná hí bà bằng cá tầng cầm bằng sách chú kỳ rằng quá mút chá tí, đá hành tầng bà lành bà lá mành về tí bát mát chá nồ quá bà quá cô. Ná hí bà bằng cá tầng cầm bằng sách chú kỳ rằng quá mút chá tí, đá hành tầng bà lá màn về tí bát mắt chàn nồ quá bà bác cô. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con kệ. Na hi ba băng ca tăng ca măng sa chu ki răng và mu cha ti đa han tăng ba la man ve ti ba man chan nu và ba wa ku. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con xin xuống mic có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bốt bài ạ. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con thành kính lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú câu số 71. Na hi ba pang ca tăng cam mang sa chu khi rang wa mut cha ti đa han tăng ba lam man we ti phát ma chan no wa pa wa cô. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Nahi papang katang kamang sa chu khi răng qua một cha ti đa han tăng ba la mang về ti phát ma chan no wa pa wa ko. Nahi papang katang kamang sa chu khi răng qua một cha ti đa han tăng ba la mang về ti phát ma chan no wa pa wa ko. Nahi papang katang kamang sa chu khi răng qua mu cha ti đa han tăng ba la mang về ti phát ma chan mu wa pa wa ko. Dạ con xin hết, con xin nhường mic lại cho đạo tràng.
Nam mô Ân Đức Tam Bảo, và con kính lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh Pháp Cú số 71. Na hi pa bằng ca tăng cầm măng sắc chú khi trăng quá mũ chá tí đa hành tăng bà lá mạnh quỳ tí phát mát chành nồ quá bà quá cụ. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná hí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường. Bằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cầm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát trường âm nhấn, sát trường âm nhấn chú đoạn âm. Khi trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá đoạn âm, múc trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Ná hí pa bằng các tầng cầm măng sắc chú khi trần quá múc chá tí. Dạ, con phân tích câu 3, câu 4. Đá đoạn âm, hành trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba trường âm thông thường. Lá đoạn âm, mành trường âm nhấn, quỳ trường âm thông thường, tí đoạn âm, phát mắt chanh ba trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, quá đoạn âm ba trường âm thông thường, quá đoạn âm cô trường âm thông thường, đá hành tăng bà lá mành quỳ tí phát mắt chanh nô quá bà quá cô. Dạ, con đọc lại nguyên câu số 71. Na hi pa bằng ca tăng cầm măng sắc chú khi rằng quá mục cha ti đa hành tăng bà la mạnh quỳ ti phát ma chan no quá bà quá cô. Dạ, con xin kệ. Na hi pa bằng ca tăng cầm măng sắc chú khi rằng quá mục cha ti đa hành tăng ba la man quy tì và phật ma chân nô qua ba qua cổ. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Đây là bài dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con trả đáp cho bài kinh Pháp Cú số 71 và xong. Còn có chỗ này con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo tràng sửa giúp cho con. Dạ, con xin cho mít lại cho đạo tràng và xin mời người tiếp theo ạ. Sa thú sức hành kiểm. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sân Kha. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiền Vũ và Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đệ Đức Pháp Trang, Đệ Đức Tệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hành. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, Quang Thanh ơi, trả bài chưa? Chưa trả bài thì đưa bàn tay lên nha. Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Dạ, con không biết Đại Đức vào lâu chưa, mà bây giờ thì con mới thấy sư vào, nên con không biết sư đã vào lâu chưa. Nếu sư có thể thì sư cho con một tín hiệu và con dâng mít đến sư ạ. Con mới trở lại đạo tràng nên con không biết là sư vào rồi sư rớt nét hay sư trở ra, sư vào lại hay sao. Bây giờ thì con mới thấy sư vào.
Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh số 71 hoàn thành cho Nhật Quỳnh chút nha. Nãy giờ mời quậy không lên, Nhật Quỳnh giờ xin trả bài. Dạ, mời chờ Nhật Quỳnh chút xíu ha. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú Kinh 71. Na hi bà bằng cách tăng cầm mang sát chú khi rằng qua mút cho ti đá đành hằng bà la mạnh quê ti phát mát chành nơ qua bà qua cô. Na hi bà bằng cách tăng cầm mang sát chú khi rằng qua mút cho ti đá đành hằng. Dạ con sai rồi. Sát chú khi rằng qua mút cho ti đá đành đá hành tăng. Bà la mạnh quê ti phát mát chành nơ qua bà qua cô. Na hi bà bằng cách tăng cầm mang sát chú khi rằng qua muốt cho ti đã hành tăng bà ba mạnh quê ti phát mát chành nơ qua bà qua bà qua cô. Dạ con xin phân tích 4 câu luôn ạ. Ná hí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát trường âm nhấn, chú đoạn âm, khi trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, mút trường âm nhấn, chát tí hai đoạn âm, đá đoạn âm, hành trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, lá đoạn âm, manh trường âm nhấn, quê trường âm thông thường, tí đoạn âm, phát chát chành ba trường âm nhấn, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường. Na hi bà bằng cách tăng cầm mang sát chú khi rằng qua muốt cha ti đã hành tăng bà la mạnh quê ti phát mát chành nơ quá bà quá cô. Na hi bà bằng cách tăng cầm mang sát chú khi rằng qua muốt cha ti đàn sát chú khi rằng qua muốt cha ti đã hành tăng bà la mạnh quê ti phát mát chành nơ quá bà quá cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung kính ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kệ. Na hi ba băng ca tăng cam măng sa chu khi răng ba muốt cha ti đà hạnh tăng ba là mạnh bê ti phát mát chân nơ hòa hòa ba qua cô. Na hi ba băng ca tăng cam măng sa chu khi răng và một cha ti đà hạnh tăng ba là mạnh quê ti phát mát chân nô và ba qua con. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh mời quan thanh nha. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp và ơn đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang và sư Tuệ Đức. Con kính lễ tu bài cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 71. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc bài. Na hi bà bằng ca tăng cầm măng sa sách chú khi rằng qua mục cha ti đa hành rằng hành tăng bà la mạn quê ti pam phát mịch. Chưa có trả nhìn rõ được cái bài mình nhìn.
Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại. Nahi ba bằng ca tăng cầm măng sách chu khi rằng qua múc cha ti đà đa hằng ma đa hằng tăng ba la man quê ti phát mắc chăn nô qua bà qua cô. Nahi ba bằng ca tăng cầm măng sách chu khi rằng qua múc cha ti đa hằng tăng ba la man quê ti phát mắc chăn nô qua đa cô. Tôi xin phân tích câu 1 và câu 2. Nahi ba bằng ca tăng cầm măng sách chu khi rằng qua múc cha ti. Nó ví là hai đoạn âm, ba là chuyển âm thông thường, đang là chuyển âm đọc theo dạng nguyên âm, khóa là đoạn âm, tăng là chuyển âm đọc theo dạng nguyên âm, tâm là chuyển âm nhấn, măng là chuyển âm đọc theo dạng nguyên âm, sách là chuyển âm nhấn, chú là đoạn âm, thi là chuyển âm thông thường, răng là chuyển âm đọc theo dạng nguyên âm, khóa là đoạn âm, mức là chuyển âm nhấn, khóa, tí là hai đoạn âm. Câu 3, câu 4. Ba hằng tăng ba la mần về tư tư mắt chẳng chẳng lô ra bà ra phù. Đoạn âm hăng tăng là hai trường âm, hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba là trường âm thông thường. Lá là đoạn âm, măn là trường âm nhấn, quê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, mắt là trường âm nhấn, chăn là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Nahi ba bằng ca tăng cầm măng sách chu khi rằng qua múc cha ti đa đà hằng tăng ba la man quê ti phát mách chăn nô qua bà qua cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Nahi ba bằng ca tăng cầm măng sách chu khi rằng qua múc cha ti. Nahi tăng ba la man quê ti phát mách chăn nô qua ma qua cô. Alo ạ, đạo tràng có nghe không? Con đọc xong rồi ạ. Đạo tràng không nghe con đọc sao ạ? Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Con xin cảm ơn cô Quỳnh đã có bài. Dạ con xin kính mời vị trí tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc bài câu phát cú số 71 ngày hôm nay. Nahi ba bằng ca tăng cầm măng sắc chú khi rằng qua mút cha tí. Đa hành tăng bà la mạnh quê tí phát mắt chà nô qua bà qua cô.
Nahi bà bằng cá tặng cầm măng sắc chú khi rằng qua mút cha ti đã hành tặng bà la mạnh quê ti phát mắt chàn nô qua bà qua cô. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Nahi bà bằng cá tặng cầm măng sắc chú khi rằng qua mút cha ti. Ná, hí là hai đoạn âm. Ba là trường âm thông thường. Băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câm là trường âm nhấn. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắc là trường âm nhấn. Chú là đoạn âm. Khi là trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm. Mút là trường âm nhấn. Chá, tí là hai đoạn âm. Nahi bà bằng cá tăng cầm măng sắc chú khi rằng quá mút chá tí. Dạ, câu số 3, số 4. Đá hành tăng bà la mạnh quê tí phát mắt chàn nô quá bà quá cô. Đá là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, quê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, phát là trường âm nhấn, mắt, mắt là trường âm nhấn, chăn là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Đá hành tăng bà la mạnh quê tí phát mắt chăn nô quám bà quá cô. Dạ, con xin đọc lại ạ. Đá hi bà bằng cá tăng cầm măng sắc chú khi rằng quá mút cha ti đá hành tăng bà la mạnh quê ti phát mắt chàn nô quá bà quá cô. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nahi ba băng ca tăng cầm măng sắc chu khi răng qua mút cha ti đã hành tăng ba la man quê ti phạt chân phạt mật chân nô qua ba qua cô. Nahi ba băng ca tăng cầm măng sắc chu khi răng qua mút cha ti đã hành tăng ba la mạnh quê tì phạt mật chăn nô và ba hoa cô. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thủ Huỳnh Giang Nhật Hà. Rất là rõ ràng ha. Giọng kinh cũng hay mà giọng kệ cũng tuyệt vời. Huynh Giang Nhật Hà đã kết thúc cái phần kinh kệ ngày hôm nay ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vấn. Hôm nay vị nào đọc cũng hay ha. Rồi bây giờ đọc được thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cái câu Phật ngôn này như thế nào qua ý nghĩa từng từ ha. Chữ ná là không, hí là thật vậy, ba băng do cái từ ba bát và được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quy phát tỷ e cao quan trần á, cho nên ba bát biến thành ba băng. Ba băng là việc ác. Rồi chữ cá tăng do cái động từ cá rô tí. Nhưng mà ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ có nghĩa là đã được làm. Và chữ cầm măng do cái từ cầm má, nó là một danh từ trung tính akron tanapum sakalinga. Và cầm má ở đây đưa theo đối cách số ít đô tỷ giá quy phát tí ekawachana, cho nên cầm má biến thành cầm măng. Cầm măng là việc làm. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung cho nhau.
sách chú khi rằng qua mút chà tí sách chú khi rằng qua mút chà tí chữ sách chú đây là một trạng từ có nghĩa là một cách mau lẹ hay là ngay lập sách chú là ngay lập tức hay là một cách mau lẹ. Alo, quý vị hết nghe hú rồi không? Rồi, chữ sách chú. Rồi, từ thứ hai là khi răng. Khi răng do cái từ khi ra. Khi ra, nó là một danh từ trung tính. Á răng, ta nó cùng sắc là linh gá. Và chữ khi ra này được chia theo đối cách số ít. Đối tỷ giáo, quý phát thí ạ có trả ná. Cho nên khi ra biến thành khi răng. Khi răng là sữa, sữa bò, sữa dê, sữa này, sữa kia, chứ không phải là sữa sai ha. Sữa khi ra. Rồi, khi răng xong rồi, bây giờ chữ quá, quá đây có nghĩa là ý quá. Ý quá có nghĩa là ví như, tợ như, ví như. Tợ như. Rồi chữ cuối cùng mút chặt tí. Mút chặt tí cái động từ này số ít có nghĩa là giải thoát hay là trổ quả hay là tự do. Mút chặt tí giải thoát trổ quả hay là được tự do. Rồi, bây giờ câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa thế nào qua những cái từ này. Nahi ba bằng cách tăng cầm bằng sách chú khi rằng qua mút chát tí. Nahi ba bằng cách tăng cầm bằng sách chú khi rằng qua mút chát tí. Là ví như sữa không chua ngay lập tức. Nghiệp ác đã được làm không trổ quả tức thì. Ý nghĩa hai câu này. Ví như sữa không chua ngay lập tức. Muốn làm sữa chua thì phải để thời gian chứ không phải là làm sữa chua là nó chua liền ha. Ví như sữa không chua ngay lập tức. Nghiệp ác đã được làm không trổ quả tức thì. Đó là ý nghĩa câu 1 và câu 2. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Alo, 1, 2, 3, quý vị còn nghe ha. Câu 3, câu 4. Như sữa không hay lập tức. Câu 3, ba quê đã tăng anh quê này. Đấy, đã cộng và không biết tăng chữ này có chữ đá là dòng tới nung đun đốt không được liên tục hả? Alo, quý vị nghe làm sao? Rồi ở sức tiền vũ nghe rõ nhưng mà tại sao quý vị nghe không liên tục? Bây giờ nghe được ha? Hồi nãy quên nghe chứ gì? Bây giờ nghe được. Chữ đá hăng có nghĩa là nung đốt, thiêu đốt.
Chữ đa hằng là thiêu đốt, nung đốt, nhưng mà chữ đa nó có dấu chấm ở dưới. À, chữ đê có dấu chấm ở dưới. Đa hằng. Đúng rồi, chữ đá hằng cộng với tầng, mà chữ đá nó có dấu chấm ở dưới, tức là chữ đê có dấu chấm ở dưới. Rồi đá hằng, hằng m có dấu chấm, m có dấu chấm cộng với tầng thì nó mới biến thành đa hành tăng. Có một người đúng là chữ đá có một người dưới, nhưng mà chữ đa hành cộng với tăng thì nó biến thành đa hành tăng. Chữ đa hành có nghĩa là nung đốt, thiêu đốt, và chữ tăng có nghĩa là điều đó, vật đó, hay là chính nó. Đúng rồi, đá hành tăng thì nó là chữ đăng, đá hành con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại đạo tràng, chúng con không có nghe được âm thanh của ngài ạ. Cùng với anh Quê Tý, anh Quê Tý, cái động từ anh Quê Tý này do cái động từ gách chặt tý ha, động từ đi, nhưng mà đi thì đi đâu, đi theo sau ha. Đi theo sao kẻ ngu ha, ba lá là kẻ ngu, mà anh Quê Tý là đi, đi với kẻ ngu, có nghĩa là đi theo sao kẻ ngu. Vậy thì ba lá mạnh Quê Tý đi theo sao kẻ ngu ha. Ở chưa, đi theo sao chữ ba lăng, ba lăng cộng với anh Quê Tý nó biến thành ba lá manh Quê Tý. Trong lô bô và sanh tý xóa và ráp chữ thì chúng ta thấy chữ ba lăng này ha, cộng với anh Quê Tý thì nó biến thành ba lá manh Quê Tý. Đi theo sao kẻ ngu. Rồi câu đúng rồi, ba lần cộng anh Quê Tý thì nó biến thành ba lá mạnh Quê Tý. Câu cuối cùng, phát mát chăn nô quá bà quá cô, phát mát chăn nô quá bà quá cô. Ở đây cái từ phát mát chăn nô do hai từ cộng lại, chữ phát mát và chữ chăn nô. Chữ phát ma nó là một danh từ trung tính, á karan ta nam sắc ca linh ga. Phát ma có nghĩa là cho tàn, phát ma là cho tàn ha. Rồi chữ chăn nô, đây là một cái dạng quá khứ phân từ đã được phủ lên, đã được che đậy, đã được che đậy, đã được phủ lên
chữ sanh nô, rồi thêm chữ chữ quá ở sau, kiến nghĩa là ý quá. Ý quá là ví như, tựa như, hình như, dường như. Ví như cho tàn được phủ lên, hay là cho tàn được che đậy. Rồi, chữ cuối cùng. Ba quá ồ phát má để cho tàn chanh nô được phủ lên. Rồi, được ý quá ví như, rồi ví như cho tàn được che đậy. Rồi, cái chữ cuối cùng ba quá ồ. Ba quá ồ do cái từ ba quá cá. Ba quá cá nó là một danh từ nam tính Akran Tapum Linga. Và ba quá cá này được chia theo chủ cách số ít Bathamán Ekawachana Vipatti. Cho nên ba quả cá biến thành ba quả cô. Ba quả cô là đốm lửa, ba quả cô là ngọn lửa, ba quả cô là tia lửa. Thì ở đây chúng ta hiểu nó là đốm lửa đi ha. Vậy thì câu số 3 và câu số 4. Đa hành tăng bà lá mạnh về tí phát mát chành nô quá bà quá cô. Đa hành tăng bà lá mạnh về tí phát mát chành nô quá bà quá cô. Nó nung đốt theo đuổi kẻ ngu ấy, ví như đốm lửa đã được phủ cho đàn ông ấy. Xin lặp lại câu 3, câu 4 ha. Đa hành tăng bà lá mạnh về tí phát mát chanh nô quá bà quá cù. Nó nung đốt theo đuổi kẻ ngu ấy, ví như đốm lửa đã được phủ cho đàn ông ấy. Vậy thì câu Phật ngôn 71 cho chúng ta một ý nghĩa. Nay bà bằng các tầng cầm mừng sách chú khi rằng quá mút chá tí đá hành tầng bà lá mần quề tí phát má chành đồ quá bà quá khô. Ví như sữa không chua ngay lập tức, nghiệp ác đã được làm không trụ quả tức thì. Nó nung đốt theo đuổi cái ngu ấy, ví như đốm lửa đã được phủ cho đang âm ỉ. Alo, ý nghĩa câu Phật ngôn 71. Ví như sữa không chua ngay lập tức, nghiệp ác đã được làm không trụ quả tức thì. Nó nung đốt theo đuổi cái ngu ấy, ví như đốm lửa được phủ cho đang âm ỉ. Rồi, bây giờ ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát như thế này ha, tức là 6-8. Ác hạnh không tạo quả ngày, ví như sữa nọ sớm ngày chưa đông, nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông, dưới cho âm ỉ than hồng biết không. Ác hạnh không tạo quả ngay, tựa như sữa nọ sớm ngày chưa đông, nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông, dưới cho âm ỉ than hồng biết chăng. Đó là lối dịch lục bát của ngài Giới Đức. Rồi, bây giờ ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn 5 từ. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy.
Rồi. Như vậy trong phần ý nghĩa tự vận, quý vị thấy có cái từ nào rắc rối không? Im ru hả? Im ru thì bây giờ chúng ta đi vào duyên sử, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu ha. Công nhận mau hết giờ quá ha. Duyên sử câu một gồm 71 là một cái duyên sử nói về ác nghiệp. Khi mà Đức Phật ngự tại Trúc Lâm Tịnh Xá, Trúc Lâm Tịnh Xá đề cập đến một ngạ quỷ mình rắn. Ngạ quỷ mình rắn có nghĩa là đầu người mà mình rắn. Một ngày nọ, Đại Đức Lắc Hành Á là một trong số cả ngàn cái vị mà đạo sĩ tu theo Hỏa giáo Cha Tỳ Lá, một ngàn vị mà tu theo thờ lửa gọi là học Hỏa giáo ha. Thì trong một ngàn vị này thì quý vị còn nhớ đó là những vị nào? Một vị, hai vị chúng ta có nhớ, nhưng mà cả ngàn vị thì chắc là quý vị nhớ rõ ha. Một ngàn vị thờ thần lửa gọi là tu theo Hỏa giáo, mà trong đó có ngài Lắc Hành Á. Chữ Lắc Hành Á quý vị xà thủ nhớ tiếng liền á. Chị Kim Nhung nhớ kìa. Siết Kim dở ẹt, không có chịu nhớ gì. Ngàn người không nhớ được người nào, trong đó Siết Kim nhớ liền. Ngài Kassapa là có ba anh em mà Uruwe La Kassapa, rồi Nadi Kassapa, rồi một vị nữa, tức là coi như ba vị này là ba anh em, một vị thì 500 đạo sĩ, một vị 300 tùy tùng, một vị thì 200 tùy tùng, tất cả là 1000 vị mà Đức Phật ngài đã tế độ cái nhóm này, chứng đắc thánh quả hết. Trong đó có ngài Lắc Hành Á, tức là khi mà đến gặp một nhân vật nào thì chúng ta phải biết cái nhân vật này xuất hiện trong cái hội chúng nào. Thì ngài Lắc Hành Á là một trong 1000 vị Hỏa giáo đó, của cái nhóm mà ba anh em Kassapa. Thì một hôm từ trên núi Linh Thứu, Gucchakuta, hai vị này đi xuống để đi khất thực ở trong thành phố ha. Thì ngài Lắc Hành Á vì không có thiên nhãn, cho nên khi mà thấy ngài Bục Kiền Liên Mokkallana ngài cười thì mới ngạc nhiên, mới hỏi sao mà ngài cười kỳ vậy. Thì ngài Bục Kiền Liên mới nói rằng: này đạo hữu, bây giờ không phải là lúc ta trả lời câu hỏi của đạo hữu. Đạo hữu hãy hỏi tôi khi nào mà chúng ta gặp Đức Thế Tôn. Rồi trên con đường đi khắc thực ha, trong thành Ra Chắc Gà Há, hai người này mới đến đảnh lễ Đức Phật. Rồi ngồi xuống một bên, ngài Lắc Hành Á mới hỏi: thưa tôn giả Bục Kiền Liên Mokkallana, lúc ở trên núi Gucchakuta đi xuống thấy ngài mỉm cười, tôi có hỏi để biết rõ nguyên do, nhưng mà ngài bảo rằng nên hỏi trước mặt Đức Thế Tôn. Vậy thì bây giờ trước mặt Đức Thế Tôn, ngài hãy giải rõ cho chúng tôi biết cái vấn đề tại sao cười. Ngài Bục Kiền Liên mới đáp: này đạo hữu, sáng hôm nay tôi mỉm cười khi trông thấy một con ngạ quỷ mình rắn. Con quỷ này dị hình lắm, đầu nó giống như đầu người, còn thân thì suông đột giống như một con rắn, cho nên tôi gọi đó là ngạ quỷ mình rắn Ahipeta. Bây giờ con nó ước độ 25 do tuần, từ trước cái đầu nó ngọn lửa bốc lên
cháy dài tới sau đuôi, rồi lại bắt đầu từ đuôi cháy ra hai bên, cháy ngược tới cái đầu, hoặc là từ giữa mình bốc lửa lên cháy lan qua hai bên, rồi từ hai bên bốc lên cháy ra cả hai phía, rồi từ hai phía bốc cháy nhập lại khúc giữa. Giúp ngài quý này có hai con, một con thì mình dài đến 25 giờ tuần, rồi những con khác thì chỉ độ có 3/4 giờ tuần mà thôi. Mà cái thứ mà dài 25 giờ tuần như cái con mình rắn trên đây là một, còn một con nữa là ngạ quỷ Calapeta, tức là hình thù nó giống như là một con quạ, nó biết bay. Cái con sau này ngài Mục Kiền Liên cũng thấy trên đỉnh núi Vít Chắc Cù Ta, thấy nó bị lửa thiêu đốt, ngài mới hỏi về tiền nghiệp của nó. Với lưỡi 5 do tuần, đầu người 9 do tuần, mình ngơi dài thường thường 25 do tuần, do nghiệp gì kiếp trước ngươi thọ khổ hiện thân? Thì con ngạ quỷ đó nó mới đáp thế này: bạch ngài Mốc Ga La Na, thời Kassapa đại hiền, lúc tăng chưa thọ bát, còn ăn vụng trước tiền. Rồi ngạ quỷ đó mới nói rằng trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa có nhiều vị đi vào thành khất thực, thì dân ở trong thành trông thấy chư tăng được phát tâm ái mộ, nên cung thỉnh quý ngài vào an cư trong nhà khách sảnh, lấy nước rửa chân cho quý ngài, thoa xuất dầu, vân vân. Kế đó họ dâng cháo điểm tâm và đồ ngọt để giải lao. Trong khi chờ đến giờ để cúng dường cơm ngọ, thì họ xúm nhau ngồi để mà nghe thuyết pháp. Sau thời pháp, họ xin thỉnh bát, rồi dân cúng Phật thực, xong quý ngài mạnh ai về cốc của mình, rồi lựa những thực phẩm để đầy mỗi bát mà đem vào trong khách đường. Lúc bấy giờ con là một con quạ đang đậu ở trên mái nhà khách, thấy như vậy mới bay xuống mổ ăn 3 lần 3 bát cơm. Cơm ấy chư tăng chưa có nhận lãnh, cũng như chưa kiểm soát là bổ thí, cũng không phải là cơm của thí chủ từ nhà của mình đem đến. Với cái tác ý cúng dường đến toàn thể chư đại đức tăng, mà vật thực này do chư tăng đi khất thực về để chuẩn bị để chư tăng thọ thực trong buổi trưa. Vì ăn cơm trước 3 bát cơm đó mà cũng chỉ có cái tiền ác nghiệp ấy mà thôi. Đến khi thân ngoại mạng chung, con phải trả quả bị thiêu đốt trong địa ngục A Tỳ, quả còn dữ xót, giờ đây hóa sanh làm ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ thì cái hình thù đói khát của con là một con quạ ở trên cái núi Vít Chắc Cù Ta này để chịu khổ như thế đó. Đó là tiền tích của ngạ quỷ quạ ha. Rồi hôm nay trước mặt Đức Thế Tôn, ngài đã quả quyết rằng tôi đã mỉm cười khi thấy ngạ quỷ mình rắn. Và bây giờ Đức Phật nhận lời của Đại Đức Lắc Khả Ná, cho nên mới nói rằng: này các vị thưa, Mốc Ga La Na đã nói lên sự thật, chính Như Lai từ ngày mà chứng đắc quả vị chánh đẳng thánh giác cũng đã từng trông thấy ngạ quỷ rắn ấy, nhưng mà không nói cho người khác biết vì nghĩ rằng không ai tin lời Như Lai ắt sẽ gặp những cái điều bất lợi. Sau khi xác chứng sự mục kích của ngài Mốc Ga La Na cùng với ngài Lắc Khả Ná trong buổi sáng là sự thật,
thì các vị tỳ kheo nghe và muốn biết cái tiền nghiệp của ngài quỷ mình rắn, cho nên mình hỏi Phật. Ngài mới từ bi nói lên tiền tích. Trong thời dĩ vãng xa xưa, có nhiều người hiệp nhau cắt lên một thảo xá ở cạnh bờ sông gần thành Varanasi, rồi dâng cúng lên một vị Phật độc giác. Từ khi ngự an ở đó, ngài vẫn thường thường đi vào khất thực ở trong thành. Dân chúng ở trong thành cũng quen lệ sáng và chiều đem những lễ vật như hương hoa đi cúng dường Đức Phật. Con đường mà mọi người đi viếng Đức Phật xuyên qua một đám ruộng của một thanh niên nọ, cũng là dân ở trong thành Varanasi. Vì thế mỗi ngày hai lần sáng và chiều, đại chúng đi đến thảo xá của Đức Phật độc giác. Ai cũng dẫm đạp lên con đường qua đám ruộng của thanh niên ấy. Chàng trai đã nhiều khăn ngăn cản không cho quần chúng dẫm đạp lên đất của mình, nhưng mà vô hiệu. Tức quá không biết làm cách nào khác, anh ta mới nghĩ: nếu không có cái thảo xá của vị sa môn ở đây thì họ không có tới lui, đâu có đạp lên đất của ta. Vì quy tội do thảo xá của Đức Phật độc giác nên chàng thiên này thừa lúc ngài đi khất thực đập phá những cái vật dụng của ngài, tan nát những lu khạp, những cái đồ đạc để xung quanh, rồi cũng chưa có yên tâm châm lửa đốt luôn cả cái cốc lá. Khi mà thấy cái chỗ của mình đã cháy tiêu hết rồi, Đức Phật độc giác từ bỏ chỗ đó không một chút gì luyến tiếc. Đại chúng đem hương hoa đến, nhưng mà trông thấy cốc bị cháy, hỏi truyền với nhau không biết ngài của chúng ta bây giờ đi đâu. Anh chàng thanh niên đó cũng có mặt trong cái nhóm đại chúng. Đến cái chỗ cốc cháy, chàng đứng giữa đám đông tự khoe rằng chính tài tụi đốt cái thảo xá của ông đó. Quần chúng nghe như vậy thì nổi giận la lên: giữ chặt cái tên khùng này lại, tại vì nó gây tội ác mà chúng ta không còn được gặp ngài nữa. Rồi thì kẻ thượng cẳng tay, thượng cẳng chân đánh đập anh chàng nông dân đó cho đến khi vong mạng. Chết rồi chàng ta đọa xuống địa ngục A Tỳ, bị thiêu đốt rất là lâu, cho đến khi địa đại cao lên thêm một do tuần mới thoát khỏi nơi đó. Vì còn dư sót cái quả ác nghiệp đã tạo, cho nên hóa sanh ra ngạ quỷ rắn ở trên núi cái chắc phù tá cho đến bây giờ. Khi mà thuộc hết câu chuyện này thì Đức Phật mới kết luận: này các tỳ kheo, ác nghiệp bao giờ cũng giống như sữa tươi. Hễ mà sữa tươi mới vắt ra thì không biến chất như thế nào thì cái nghiệp ác bao giờ khi mà làm chưa có thuần thục giống như cái đó. Nhưng mà khi cái nghiệp mà quả chiến rồi á, thì lúc bây giờ kẻ phải mang lấy thống khổ một cách triền miên. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 71 này. Câu Phật ngôn 71 không có nói lên cái chữ ngu quỳnh bền bỉ nghe. Nhằm câu Phật ngôn 71 nói lên cái vấn đề như thế này: Nahi bà bằng các tầng cầm bằng sách chu kỳ rằng quá mút chết đi đã hành tầng bà la mạnh quê tí phát má chành nộ quá bà quá cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đồng ngày, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Ý nghĩa của câu Phật ngôn này do cái động từ mút chặt tí ha, tức là chín mùi biến chất nổi dậy thiêu đốt. Thì ở đây
chỉ cái sữa chỉ khi rằng sữa bò mà để lâu nó mới biến chất thành ra chua, hoặc là nó đóng ván ở trên mặt, hoặc là đóng đặc lại. Chứ lúc mà nó vừa mới nặn ra thì nó chưa có mất cái tính chất của sữa tươi của nó. Cho nên người mà làm sanh tô, thục tô, đề hồ cần phải uống sữa và chờ đợi một thời gian thì mới có kết quả. Cũng như vậy, cái ác nghiệp khi mà mới làm thì nó chưa có trổ quả liền ngay tức khắc. Mà nếu cái quả ác thuần thục thì không có ai dám tạo ra ác nghiệp đâu. Những bất kể mà làm ác sẽ dĩ còn sống an nhiên do nhờ cái nghiệp lành ở quá khứ nó duy trì. Cho nên nhiều người họ nghĩ là tôi làm ác, tôi tạo những cái chuyện xấu xa mà tại sao tôi vẫn sung sướng. Đâu có những người làm thiện thì họ than tôi ăn hiền ở lành mà tại sao tôi khổ như thế này. Thì ở đây cái nghiệp quả mà thuần thục á, thì khi đó chúng ta thấy thiện và ác, thiện thì đi lên mà ác thì phải đọa và đi xuống cảnh khổ. Giống như lửa mà nó ngốn ở dưới tro thì than lửa bị vùi lấp ở dưới tro nóng thì không cháy lên ngọn vì có tro nó che. Nhưng mà ai vô ý cho cái lớp tro ăn mặc đi, đúng nhầm lửa than thì sẽ bị phóng ra mặt, cháy tay ngay và sẽ có cảm giác nóng dữ dội như lửa cháy xém ở trong óc của mình vậy. Thì khi mà tạo nghiệp ác rồi á, cái ngu bị cái ác nghiệp đó nó đốt cháy mãi mãi, nhất là bị sa vào quả ngục trong cái kiếp thứ hai hoặc là kiếp thứ ba chẳng hạn. Với câu Phật ngôn này, khi mà Đức Phật kết thúc thì nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là Đạo Quả Tu Đà Hoàn. Duyên sự này cho chúng ta thấy gặp Phật mà không tạo phước gì, còn gây tội ác, rõ ngu si, ruộng kia trống trải, ngăn người đến, đường nọ liền trơn, cấm chúng đi, vọng chấp tư điện, đồ địa chất, quả thiêu thảo xá, cảnh liên trì. Nay làm ngạ quỷ mình như rắn, thổ khổ thiền miên khó thoát ly. Alo, quý vị còn nghe không? Duyên sự chúng tôi trình bày rồi. Còn nghe hả? Còn nghe thì có ý kiến. Bây giờ coi như còn 8 phút nữa nghe. 8 phút nữa. Chúng ta học phải hỏi. Thắc mắc phải hỏi. Học và không hỏi chỉ chấp nhận, mà còn những cái sự nghi hoặc không hỏi là khó mà giải tỏa được cái sự nghi ngờ. Alo, ý kiến quý vị thế nào? Rồi, ở đây hồi nãy sĩ Pháp Nguồn cũng chưa lên đọc, thời gian không có. Bây giờ mời sĩ Pháp Nguồn có ý kiến về câu Phật Nguồn 71. Alo, mời sĩ Pháp Nguồn khi nghe duyên sự xong phải có ý kiến. Chứ không phải như là sĩ kiềm chát lên cái gì mà nghe gì ngu si gì, bình vẫn nghe kỳ quá ha. Rồi, mời sĩ Pháp Nguồn. Rồi, đưa tay chứ, không thấy bàn tay thì sao mà giáo mít. Rồi, như vậy đi, rồi cầm ha. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể quý cô tu nữ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cái câu Pháp Cú 71 này thì là nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Dạ, cái câu này thì con cũng được hiểu
Vâng, cho nên con cũng không có câu hỏi gì ạ. Như theo con được hiểu thì những nghiệp ác mà những người đã từng làm thì nó không có kết quả ngay, nhưng mà nó sẽ từ từ nó ngủ ngầm và nó sẽ tích tụ lại ạ. Nó như là sữa thì không đông ngay được, mà nó tích tụ lại, nó theo những cái kẻ ngu kẻ ác đó. Và khi mà đến cái quả về sau á thì họ mới lãnh được những cái khổ đau. Còn nếu mà họ mà biết đến chánh pháp, mà họ họ biết tu tập và dừng lại tất cả những cái nghiệp ác của họ để mà họ sửa đổi, họ thay đổi lại, họ chuyển hóa từ nghiệp ác, họ sẽ chấm dứt và sẽ làm nghiệp thiện nhiều hơn, thì mọi cái ác nghiệp thì nó sẽ vơi đi dần và những cái thiện nghiệp thì nó sẽ được tăng trưởng. Thì nếu mà họ mà biết đến chánh pháp như vậy thì sẽ dần dần sẽ hết được, sẽ bớt được cái thưa sư dạ. Thì họ sẽ được thoát khỏi những cái cảnh khổ. Còn nếu mà họ cứ vô minh mà cứ theo những cái nghiệp ác của họ đã làm thì cũng có cái quả nó hiện tiền, nhưng mà cũng có những cái quả nó để về hậu, về mai sau, đời sau, kiếp sau nữa. Cho nên là con cũng hiểu về cái câu này nó là như thế á. Có gì mong sư chỉ dạy thêm cho con ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Con cảm ơn sư ạ. Dạ. Sa thú sĩ pháp nguồn sĩ pháp nguồn có ý kiến, anh thấy sĩ Kim Quang Hỷ nè, sĩ Mê Ta cũng nhất trí nè, sĩ Nhật Quỳnh cũng tặng hoa, ý kiến rất là hay. Nhưng mà phải nhớ một điều là có những cái vấn đề chúng ta còn phải chờ thời gian ha. Tức là phải như sữa tươi muốn mà sử dụng sanh tô, thục tô hay là như thế nào thì phải có thời gian nó mới biến chất đi. Tức là phải chờ thời gian để cái quả nó đến với chúng ta. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mì ăn liền. Có những cái trường hợp mì ăn liền của thiện vẽ. Thì bây giờ nói về cái ác nghiệp chúng ta đang thấy nè, ngạ quỷ mình rắn này. Đầu thì đầu người, mình thì mình rắn. Tại sao? Bởi vì cái vấn đề này phải chờ thời gian. Tức là tạo ác nghiệp ha, nhưng mà chờ một thời gian cho nó chín mùi. Nhưng mà có những trường hợp không chờ thời gian, mì ăn liền. Ví dụ nàng Chinh Cha vu khống Đức Phật ha, vu khống Đức Phật giữa một cái hội chúng đông đảo như vậy, rồi sao khi mà tạo ác nghiệp như vậy nhưng mà mắc cỡ quê độ do Đức Vua Trời Đế Thích ha, nó nghĩa là coi như làm sáng tỏ sự thật thì cô ta quê độ qua bỏ chạy ra ngoài, nhưng mà vừa khuất cái tầm mắt của Đức Phật là đất rút. Đó là trường hợp mà chúng ta thấy mì ăn liền ha. Trường hợp thứ hai là trường hợp của Upalawana, chàng thanh niên Nanh Đá vừa khuất mắt của cái cô này, vị thanh niên này là bị đắp rút liền. Cái mà nó đến rất là nhanh, chứ không phải là chờ một thời gian như ngạ quỷ này, ngạ quỷ mình rắn này. Rồi còn thêm ba nhân vật nữa, quý vị còn nhớ không? Supaputta, vua thiền giác. Rồi ai nữa? Alo, học nhiều quá rồi có quên hết trơn. Đưa tay lên nói mới oi, anh chứ còn chát lên lâu quá. Rồi. Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trước khi con trả lời năm người bị đỏ địa ngục ngay lập tức vào thời Đức Phật, con xin nói với như là mấy người mà
cái người mà làm xong đốt cái liều, cái chỗ ở của vị độc giác đó, làm xong rồi con dỗ nữa, sư nói mình làm nữa. Con quên cái chữ mà sư nói là ngu tự nhiên, tức là tục sinh là có cái ngu đó rồi, mà con quên cái tiếng đó, sư nói gì con quên rồi, con chỉ nhớ như bệnh bị, không có để ngu thầy chạy, ngu khủng chiều chạy, ngu hết, dành hết ngu luôn. Là sanh ra và bị ngu, con quên cái tiếng đó là... xin lỗi nha, để đem nha. Rồi bây giờ nghe rõ chưa? Tại cái đem cái máy xa đó. Quý vị nghe rõ chưa? Rồi bây giờ nghe rõ chưa? À, tại vì để cái máy xa đó, để dặn cái điếc lỗ tai. Rồi cái chữ gì mà số mà hình như ngu tục sinh đó, trời xanh ra là có ngu vậy rồi, con quên rồi, chưa nhắc cho con nha. À, cũng gần hết giờ để con nhắc năm người mà bị đọa địa ngục ngay ngay lập tức trong cái thời Đức Phật đó. Thứ nhất là bà Kinh Chá Manna Quy Kha, quên Manna Quy Kha. Kinh Chá Manna Quy Kha, cái này là con đi trong chùa Miếng, con thấy nó treo cái chữ này ở trên vòng vòng, ở vòng vòng của cái chùa ở sư, cái chùa mà con cúng lễ Uposatha đó sư, lễ ra hạ đó, thì con thấy cái người thứ hai là cái ông Đề Quát Đắc Cá, là ông Đề Bà Đắc Ca không, rồi cái ông vua Xà Thế đó, Á Chá Tát Sắc Tú, cái người thứ tư là Xuất Pháp Phúc Thá, là cái này ông và vợ của Bồ Tát đó, như vậy. Rồi cái người thứ năm là Nanh Đá, cái người mà đã hãm hiếp cái tỳ thánh ni á, Upala Wanna nhà, yeah, con nhớ vậy đó, con ghi trong cuốn sổ vậy đó, nhớ đúng không, ngu bền vững không, cái chữ ngu bền bỉ là ngu bền là nghèo bền bỉ, nghèo bền vững là do mấy cái danh từ sau Việt cộng này, là mấy người họ không cần thích làm việc, họ cứ để ngu, họ cứ nghèo giống vậy để cho người ta cứu trợ họ. Còn cái chữ ngu mà sư nói ngu tự nhiên hay là ngu sanh ra là có ngu rồi, nhưng trong cái ông này nè, đã đốt cái liều rồi mà đã làm chuyện xấu vậy mà chưa biết, mà đốt cái liều của một dân thường thì nó tội nó nhẹ, đốt cái liều của một vị độc giác, trời ơi nó tội nó nặng chết luôn vậy đó. Ngu gì đâu mà ngu quá trời quá đất luôn, nói ngu thầy chạy, ngu không chừa ăn ngu hết. Thì cái ngu mà sư nói là ngu vậy đó sư, ngu tự nhiên hay cái gì con quên, hồi một hai tuần trước sư nói con quên rồi. Ngu bẩm sinh, đúng rồi, ngu bẩm sinh. đúng rồi, ngu bẩm sinh, con phải nhìn xuống. Ngu bẩm sinh tức là sinh ra là có, là có cái ngu này rồi đó, sinh ra là có cái ngu này đó, đúng rồi đó. Con cảm ơn sư nha. À, hồi nãy con vô đó, con không chịu coi bài, coi không kỹ đó sư. Con viết chữ lớn chạy xuống không con. Ok, để con nhắc lại năm cái vị đọ địa ngục á, là Chinh, người thứ nhất là Chinh Chá Ma Na Quý Kha, người thứ hai Đá Quá Đề Đắc Quá Đắc Đề Quá Đắc Cá, người thứ tư là Á Chá Tát Sắc Tú, là Vua Xà Thế đó, dịch tiếng Việt Nam vậy đó. Su Ba Phúc Khá là người thứ tư, người năm là Nanh Đá đó. Mấy người này không có chịu giữ cái thân khẩu ý, chọc ai thôi, đụng tới cái gì chánh đẳng chánh giác, cái gì độc giác, cái gì A-la-hán, trời ơi khùng quá trời quá đất luôn, trời luôn. Dạ con hết rồi sư, cũng gần hết giờ đó, con xin trả máy lại cho sư nha. Alo, hết giờ thiệt rồi chứ còn gần gì nữa. 6:33 rồi, có hai vấn đề Sư Kim trình bày, chú ý ha. Chư Tăng Ra Hạ không phải là Uposatha mà Pavarana tự tứ, tức là trong 3 tháng an cư xong, cái ngày đó hội họp lại, nghĩa là phê và tự phê, tức là nói lên cái vấn đề khuyết điểm, ưu điểm, để mà coi như trong 3 tháng đó mình đã tạo được thiện nghiệp gì, đã tu tập như thế nào, gọi là tự tứ Pavarana, chứ không phải là Uposatha ha. Rồi vấn đề thứ hai,
trong năm người mà bị đắc rút thì nói về Đức Vua Acha Tassatu Trật. Acha Tassatu chỉ đọa địa ngục đồng sôi thôi, chứ không phải bị đắc rút. Bởi vì Acha Tassatu, người có duyên lành chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, nhưng mà thân cận với một cái người mà ác như Devadatta, để rồi nghe cái lời của Devadatta, một bên thì làm vua đạo, một bên làm vua đời, tức là giết Phật để làm Phật, còn này giết vua cha để mình vua con lên để xoán ngôi. Nhưng mà cái tội mà giết vua như vậy, giết cha như vậy á, nhờ có Đức Phật này. Chứ nếu không có Đức Phật thì bị đắc rút. Nhưng mà nhờ có Đức Phật biết ăn năn sám hối, cho nên ông ta chỉ đọa địa ngục đồng sôi sau khi chết, chứ không phải là bị đắc rút ngay lúc đó. Cái điều mà Sĩ Kim nói đúng là vấn đề giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật đổ máu và chia đại tăng. Đó là năm cái điều để mà bị quả báo nhãn tiền. Tức là miệng liền đó, cho dễ hiểu. Rồi, hôm nay quý vị rất là thành công qua câu Phật ngôn này, để cho chúng ta thấy khi mà coi như đối với chư tăng thì chúng ta nên coi như có một cái sự tôn kính, mà không nên coi như vụng trộm ha, không nên có một cái tư tưởng để mà coi như phóng tay trên, hay là giống như con quạ kia ăn cắp vật thực của chư tăng. Rồi trường hợp mà bốn cái người kia bị đọa địa ngục mà trong suốt 91 kiếp của quả đất này, tức là bà con của Đức Vua Bình Sa cũng là ăn vật thực trước chư tăng. Đó là những điều mà chúng ta nên cẩn trọng. Rồi thời gian trôi qua hết 6 phút rồi. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiêu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin hoa lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha va che na so ti vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời Sĩ Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Jati pi